Đầu cho chương trình ngày hôm nay, Thu Thái xin phép quý vị hãy hướng về phía ngoài kia để chào đón thân phụ, thân mẫu của cô dâu tương lai. Thưa quý vị, một tràng phước tay thật lớn cho ông bà Văn Kỳ Thanh và Huỳnh Xuân Hương. Thank you.
thiệu đến quý vị bố mẹ của chú rể, the group parents, Mr. and Mrs. Nguyễn Quang Hòa và Nguyễn Thu Vân. Tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Laura Văn Tử Vi, cô dâu tương lai và chú rể tương lai nhạc sĩ John Nguyễn Duy Anh. Come on, let me go. Woo! Come on, all right. Beautiful couple. Văn Thị Thanh sẽ có vài lời nhắn là quý vị ngày hôm nay. Please go ahead, Mr. Văn Thị Thanh. Đây là Văn Thị Thanh, Huỳnh Xuân Hương, Linda Ý Ba, Lisa Hoàng Lan Ba, Loa Ba Thị Ý Ba, Phán Việt Nam và Chót Nam Ba. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã giờ quý báu tới đây. Hôm nay là ngày lễ đính hôn của con gái chúng tôi là Văn Tử Vi Laura với chú rể tương lai là John Duy Anh Nguyễn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quan viên Hai Gò, tất cả các bạn bè thân hữu đã bỏ chút thời giờ tới đây. Thì giờ lên đây ai cũng quý hết, thì tôi chỉ xin cầu chúc quán bạn là chúc sức khỏe. Thank you very much. And so Mr. Văn Thị Thanh, I would like to ask Mr. Nguyễn Quang Hòa is the father of the group. We have to say share your talk tonight. Kính thưa quý vị, trước hết là tôi xin nói lời cảm ơn quý vị có mặt ngày hôm nay nhân dịp lễ đính hôn của con gái chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị và một niềm vui vẻ cho gia đình chúng tôi. Thank you, Mr. Nguyễn Quang Hòa. Thank you very much. I would like to switch the microphone to the groom of the bride. Because I know that you have a lot of friends here, okay? And your colleague. And I want to say something. Something that you thought. Wow, what a party. It's been a really long day. And we're just so happy to have all of you here. We know it's been tiring, but you've all been so enthusiastic and really helped us raise our energy today. We're so appreciative that you were all able to make it from close and far to help us really have a memorable day and really celebrate with us. And we could not be more thankful. And we hope you enjoy the rest of the night and just have a good time. Thank you, John. Okay, let's a big hand to hear from Laura. Okay, we want to hear from Laura. Laura, say something, Laura. There we go. Thanks for coming, everyone from far away and close. And yeah, have a drink for me, please. Thank you very much. Thank you. Thank you. I really want to acknowledge both of our parents and for all their efforts. Not just for today and this party, but for everything we've done for us throughout our lives to help us to do it. We would not be more appreciative. Thank you very much. Quý vị có muốn nói gì đâu ạ? Hay là xong rồi không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you, hai họ. Và xin mời trở về với lại nhà bàn của chúng ta nhận định ngày hôm nay. Thank you very much. Bye.
chú rể đẹp trai quá rồi quý vị. Rồi hôm nay chắc chắn là quý vị sẽ có những cái lời chúc mừng tốt đẹp đến với hai họ cũng như là cô dâu chú rể chúng tôi ở Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay có mặt để chung vui với quý vị và hát cho quý vị. I think you'll be tired. I know this beautiful song. It's my favorite band. Roll it, roll it, roll it on.
dâu chú rể tương lai. Sau đó thì quý vị sẽ thưởng thức một cái màn bài tình hôn sacrament. Đây là lễ đính hôn của Văn Tường Vi Lara and John Duy Anh Nguyễn. Thank you các bác. Thank you các anh chị. Cảm ơn anh đã nhắn nhủ ngày hôm nay. Và thưa quý vị một lần nữa, this is the engagement celebration Laura and John. It's not a wedding, okay? Wedding is coming up. Ông Thành muốn nói những điều này đến tất cả quý vị. Ông nhấn mạnh như vậy và có lẽ rằng là quý vị cùng với chúng tôi cũng biết điều đó lúc ban đầu cho đến ngày giờ phút này, phải không thưa quý vị? Cảm ơn ông rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ xin phép được trở về với một bài nhạc. This song for you, John and Laura. We wish you happiness and joy and loving and laughing together. Alright, this song for you. This song just for the bright and beautiful future. Em xin ưu tiên cho anh về bên anh mà bao nhiêu thơ gặp một lần thôi mà tình như giấc mơ yêu vui. Cho em bao nhiêu ngày đêm thao thức luôn tay ôm mong chờ em một lần yêu em ngày chẳng bao nhiêu từ ngày nào chờ đã yêu em rồi được nhìn em chỉ tha trong người thương yêu. Mọi lần chờ đã yêu em rồi. Một lần hãy cho em một lần được tình em chỉ là duyên. Thưa quý vị, cô dâu và chú rể tương lai đã
đợi nhau nụ hôn và làm cho nhau bước đi trong thanh cầu này. Quý vị cứ tránh lâm trong tay nữa để bỏ qua cho cô dâu chia sẻ tương lai cho quý vị. Come on, lift hand for the bride and groom future. Thank you.
dịch vụ của công viên trung tâm từ một người hoàn hảo vào mặt trời buồn nhanh đứng trên mái đẹp buông trời cho anh mơ một em muốn được cùng anh bên kia vắng anh sẽ sống những ngày mưa những năm chỉ mong rồi là đây nói yêu anh mà nói những lời yêu chúng ta từ lâu trong lòng hoài đến đâu năm gặp anh trên you
anh mãi là người tình trong nắng. Cha cha cha. Thank you, thank you. I'm lovelessly. Sun in your eyes, I hold on to your body and feel this moon you made. Your voice warm and tender, love that I could not. Và Duyên có
chứ chết là một người trong bà con. Họ hàng với cô dâu và cũng là người, tôi là một người mẹ lớn tuổi, họ hàng kính sư nhì trong buổi tiệc hôm nay. Tôi xin có lời trân trọng chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc, và hai họ Văn và Nguyễn luôn luôn là một nhà, cũng như bài thơ sắc này chúng tôi đã tổ chức đó. Chúng tôi xin nhắc lại là chúc mừng Văn Nguyễn kết thông gia, hai họ thân thương đã một nhà, đường vi xinh đẹp dâu hiền thục, tống anh Văn Anh tống tú rễ thảo hòa, ước nguyện suốt đời bên nhau mãi, thề nguyện hãng kiếp chẳng gì đọc xa, mong cho hai cháu nhiều hạnh phúc, an bình thịnh vượng với vinh hoa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và nhắc lại quý vị, tháng tới ngày tháng chín mới là ngày chính thức thành hôn của hai cháu Trường Vi và Phong Anh ở Colorado. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng chúng tôi tham gia lễ thành hôn của hai cháu vào tháng tới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác Bùi Văn rất nhiều. Thank you. Thank you very much. Kính chào quý vị khách hai gia đình hai họ. Hôm nay tôi được tham gia lên đây để xin vài lời để thăm vị thân. Thì cũng duyên đó, thì tôi đã lại thay cậu, vợ của bác vị thân. Thì hôm nay rất là hân hạnh được lên đây để chúc mừng cho hai gia đình. Bác vị thân thì được vẻ hiền, và gia đình bên kia thì được dâu thảo. Và chúng tôi xin được có lời chúc mừng hai họ được đưa lễ hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Cái ngày tháng 9 là ngày thành hôn của hai cháu, thì tôi lại không có dịp đi lên được. Thật ra tôi cũng xin lỗi và xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Đây là một bữa tiệc thật là, thứ nhất là Phi Khanh thấy là thật là đẹp, thức ăn rất là ngon, và tất cả các anh chị ở trong căn phòng này như nào cũng đẹp hết. Phi Khanh rất là vui là bởi vì từ ngày Covid đến bây giờ đây là cái party đầu tiên Phi Khanh đi dự. Cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc mừng anh chị. Congratulations to John và Laura. Ngày hôm nay đến đây để chia vui với các anh chị, và cũng xin được chúc mừng cho bên nhà trai. Vâng, thưa quý vị, sau đây thì Phi Khanh xin tặng tất cả mọi người một nhạc phẩm rất là tình. Xin mời quý vị thưởng thức ban nhạc cho tông đôi. Wise men
One more!
We want to welcome you for everyone tonight. Our special couple, my name is... If you believe in magic, we're going to find out. Oh yeah, we're going to find out right now. So keep your eyes to the front. We're starting. Say 1, 2, 3 and you say now. Thank you very much. Thank you. Much better than a puppet show. Long night. Some people are thinking like, hey, I was just about to go home. But aren't you glad you stayed? Yes, you are. Yes. I want to thank Keith. And for my next trick, I need a special volunteer. I need to find a woman who is in love. A woman who's in love. And, well, Laura, what a coincidence. You're standing right there. Don't worry. It's nothing embarrassing. Come on up. Give it up. Oh, thank you. Thank you. Well, you got fans. You got fans. Laura, thank you so much for being here. Appreciate it. Now, ladies and gentlemen, I know what you're thinking. This woman, she's experiencing things. She's having moments. It's absolutely right. My job
is to help create moments that are magical, that she will never forget, that she will tell everyone she knows. Hold that for me. Now, you probably wonder, does Laura herself have magical powers? Well, there's one way to find out. All I want you to do is just go and blow on the bubble, okay? Unbelievable. Give it up! Laura, Laura, before you leave. You know, that's the thing. When, listen, okay, I'll pay you. Seriously, I do have a little souvenir for you. Now, ladies and gentlemen, please watch closely, because I believe the power of love and magic. Watch closely. Yes, you are. Ladies and gentlemen, before I bring up our next guest, I have to warn you. There is something that he has a little secret, something you don't know. So, if you think you know everything about this man, you're going to find out something brand new. Let's bring him up. Mr. John, come on up. Mr. James, come on, go. Let's hear it. Shake it up. We're giving out cash prizes for applause. Let's hear it. Now, John, a lot of people don't know, but what do you do for a living? I'm an oral surgeon. Oral surgeon. Well, I'm going to blow your secret right now. John is an oral surgeon, but he's also a professional magician. He doesn't tell a lot of people. He practices at home. He's very good. We're going to do one of your tricks. I'll help you. It's very easy. First of all you have to do is hold out your hands like so. Okay. Well, get home like so. This is great. See, look at the fingers. Look at the fingers. Now, I'll put on your dramatic music. And what you have to do is find a woman, somebody close by, maybe that one. Someone who's wearing an expensive diamond ring. Go, man, go! Brought four cards with images of fruit armor.
John is going to pick one. But I really want it to be a free choice, like, you know, he might hate pears or he hates the color red. So I'm gonna mix them up. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. And you just choose a card now. Choose one of these cards, which I'm just pointing at it. This one right here? All right, hold it against your chest. Oh, let anyone see? And now it's time for the miracle. Wait, I wonder where the ring is. I've got it. Oh, she's so excited. Can you hear it? Can you hear it in her voice? I can. All right. Here we go. John, take a step to the right so people can see the box of danger. Okay, it's just a box, but I'm trying to jazz it up. May I borrow the card? Let's see what he has chosen. He has chosen the orange. The orange. Watch closely. Look, she's excited. I can tell. All right, here we go. Watch very closely. If this works, there won't be a lawsuit. Hold the ring up a little higher. Thank you.
Đây là một bữa tiệc thật là, thứ nhất là vì anh thấy là thật là đẹp, thức ăn rất là ngon, và tất cả các anh chị ở trong căn phòng này như nào cũng đẹp hết. Vì anh rất là vui là bởi vì từ ngày Covid đến bây giờ đây là cái party đầu tiên vì anh đi dự. Cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc mừng anh chị. Congratulations to John và Laura. Ngày hôm nay đến đây để chia vui với các anh chị, với anh chị, và cũng xin được chúc mừng cho bên nhà trai. Vâng, thưa quý vị, sau đây thì Phi Khanh xin tặng tất cả mọi người một nhạc phẩm rất là tình. Xin mời quý vị thưởng thức ban nhạc cho tôi đôi. Ta dại khôn.
đang lãng quên. Nơi tôi được mong từng có những phút lìa xa, dấu quên mặt trên vai anh khắp hoa. Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em dẫn đến những giây cuối cùng. Dù cuộc đời anh không phải chân tình dành đến cho em. Yeah. Your eyes, your soul, your soul. Yes, it's so.
Thank you.